Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tại sao phải chọn gạo lứt? Tất cả vật chất đều chứa năng lượng, thức ăn cũng vậy, và tất cả sinh vật sống được đều nhờ năng lượng từ thức ăn. Cũng là thức ăn, nhưng thức ăn này nuôi dưỡng loài này nhưng có thể gây hại cho loài khác. Thực phẩm của con người cũng chứa năng lượng, loài người tồn tại và phát triển được cũng nhờ nguồn năng lượng từ thực phẩm. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng chứa năng lượng phù hợp cho con người. Thực phẩm nào chứa năng lượng phù hợp là thực phẩm tốt, thực phẩm nào chứa nguồn năng lượng không phù hợp là thức ăn không tốt. Thức ăn tốt cho ta sức khỏe tốt và thức ăn không tốt cho ta sức khỏe xấu. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết thức ăn nào có lợi cho sức khỏe mà sử dụng nó. Hạt cốc là thức ăn tốt cho con người và gạo lứt là thức ăn tốt cho người Việt. Hạt cốc bao gồm gạo, nếp, bo bo, hạt kê, bắp, lúa mì, lúa mạch, hát mạch, kiều mạch, tam giác mạch. Gạo thì có gạo lứt và gạo sát trắng. Vậy gạo nào tốt hơn? Gạo lứt có nhiều năng lượng tốt, trong khi gạo sát trắng chứa nhiều năng lượng không tốt. Thực hành sau đây cho biết tại sao như vậy. Đem hạt gạo lứt gieo xuống đất, rồi tưới nước, hạt gạo sẽ nảy mầm và trở thành cây lúa sống. Trong khi đó, đem hạt gạo sát trắng cũng gieo xuống đất và tưới nước, hạt gạo sát trắng không nảy mầm mà thối rữa thành đất chết. Qua đây cho thấy, hạt gạo lứt chứa nhiều năng lượng sinh khí, trong khi đó hạt gạo sát trắng chứa nhiều năng lượng tử khí. Mọi người đều biết năng lượng sinh khí tốt hơn năng lượng tử khí. Sử dụng nhiều năng lượng sinh khí giúp cơ thể khỏe mạnh, và sử dụng nhiều năng lượng tử khí sẽ làm cơ thể suy kiệt. Xét về âm dương, hạt gạo lứt là quân bình âm dương giờ toàn phần, trong khi đó hạt gạo sát trắng mất quân bình âm dương vì chỉ còn lõi tinh bột. Đây là điều rất quan trọng trong việc phân định thức ăn tốt hay xấu. Theo đông y, cơ thể khỏe mạnh là cơ thể quân bình âm dương, cơ thể bệnh tật là cơ thể mất quân bình âm dương, hoặc là thiên âm, hoặc là thiên dương, hoặc loạn âm loạn dương. Trong khi đó, chữa bệnh là lặp lại quân bình âm dương cho cơ thể. Ứng dụng đặc tính này, các vị thầy thuốc đông y thường sử dụng thuốc có đặc tính âm để chữa các bệnh có đặc tính dương và ngược lại, sử dụng các vị thuốc dương để chữa các bệnh mang tính âm. Trường hợp bệnh loạn âm loạn dương thì thầy thuốc phải giỏi và khéo léo phối hợp với các vị thuốc. Gạo lứt mang tính quân bình, do đó nó có khả năng đưa cơ thể chúng ta về mức quân bình dễ dàng nhất mà không sợ bị lố nếu chúng ta sử dụng gạo lứt. Tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng, nói ăn 100% gạo lứt, hạt cốc là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. Xét về tính toàn phần thì hạt gạo lứt mang tính toàn phần, có cả lớp cám và lõi tinh bột, còn hạt gạo sát trắng không thỏa mãn tính toàn phần vì chỉ còn lại chủ yếu lõi tinh bột. Thực dưỡng chú trọng tính toàn phần của thức ăn, vì thế ăn cơm lứt là tốt nhất, cơm còn nguyên hạt toàn phần. Tốt tiếp theo là ăn cháo, tính nguyên hạt trong cháo đã mất đi một ít. Tiếp theo là ăn bột, hạt gạo nghiền nát thành hạt nhỏ mịn nên phân tán đi nhiều. Nó nằm trong nhiều hộp, nhiều bịch và nhiều nơi, do đó bột mất đi nhiều tính toàn phần nguyên hạt. Tính toàn phần mất đi thì tính quân bình âm dương khó mà tồn tại. Hiện tại người Việt ăn rất nhiều món và ăn rất nhiều. Nhìn quán ăn, nhà hàng, xe đẩy từ bình dân đến sang trọng mọc lên như nấm. Khác biết dân ta phạm ăn như thế nào, càng ngày càng đi tìm những cái gọi là món ngon vật lạ, những đặc sản để ăn. Dẫu vậy vẫn không thỏa mãn được cái thèm ăn, theo lời cảnh báo của ông bà. Như vậy là ăn không có hậu. Tại sao lại như thế? Khi thiếu chất, cơ thể đòi hỏi chúng ta ăn để cung cấp đủ chất. Đây là điều tuyệt vời của cơ thể. Nhưng chúng ta ăn không trúng những chất mà cơ thể cần, nên cơ thể tiếp tục đòi ăn. Phản ứng tự nhiên của cơ thể là vậy. Con người có tính thông minh, nên khi thèm ăn là sẵn sàng tìm và sáng chế ra những món ăn mới lạ. Do đó hiện nay là thời đại có phong phú món ăn nhất và cũng xuất hiện phong phú bệnh tật nhất. Khi ăn nhiều món, đặc biệt là những món không phù hợp với hệ tiêu hóa, làm cho hệ tiêu hóa rối loạn, lâu ngày sinh bệnh. Rối loạn nhiều sinh bệnh nhiều. Như vậy, ăn gạo sát trắng là nguyên nhân khiến con người ăn nhiều và là nguyên nhân của mọi bệnh tật. Con người ăn nhiều món nhưng không ăn gạo lứt hoặc hạt cốc, đó là nguyên nhân gây thiếu những chất cần thiết nhưng dư những chất không cần thiết. Gạo lứt chứa đủ các chất bổ dưỡng và cần thiết cho cơ thể mà không có thức ăn nào có được. Trong khi đó, gạo sát trắng không có đủ các chất này. Khi ăn đủ các chất, cơ thể không có cảm giác thèm ăn bừa bãi. Ngày xưa, ông bà mình lấy gạo lứt làm thức ăn chính nên không có hàng quán nhiều như bây giờ. Sự thích bánh chưng bánh dày là minh chứng tổ tiên mình xem trọng hạt gạo và hạt nếp. Những người theo thực dưỡng ở Việt Nam ăn chủ yếu là gạo lứt với một ít thức ăn và ăn ít. Họ không ăn vặt cũng không có nhu cầu ăn nhiều. Ăn nhiều món, bữa ăn của người thực dưỡng rất là đơn giản và đạm bạc. Thường thì chỉ có là 3 món thôi, một món cơm lứt chính và kèm thêm 2 món ăn phụ. Những người tuân theo thực dưỡng này có một cuộc sống rất là vui vẻ, đầu óc thì sáng suốt. Câu tục ngữ ăn vóc học hay đã dạy cho chúng ta cách ăn ít và đồng thời ăn đơn giản thôi. Theo quyển từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân, Hà Nội, xuất bản năm 1989, chữ vóc được giảng là ít.
và ăn vốc, học hay được giảng lang ít nhưng học giỏi. Tiến sĩ Ngô Đức Vượng, người đã ăn thực dưỡng nhiều năm, khẳng định những trang sách ưng ý nhất của ông là những trang ông viết trong lúc để bụng đói. Tiên sinh Osawa cũng bảo rằng ông không ăn trước các buổi thuyết giảng. Thầy Thích Tuệ Hải dạng chúng ta nên ăn khoảng 50-80% bao tử để khoảng trống đó chứa khí, đó là năng lượng của sáng tạo. Mỗi người có thể thử nghiệm điều này không khó. Nhìn vào thế giới tự nhiên, chúng ta thấy con bò chỉ ăn cỏ, con cọp chỉ ăn thịt. Chúng không thèm bất kỳ thức ăn nào khác ngoài thức ăn của chúng. Khi ăn thức ăn hợp với hệ tiêu hóa của loài mình, thì hệ tiêu hóa tự làm việc và tự chuyển hóa thành đủ các chất cho cơ thể sử dụng. Ăn đúng thức ăn của loài mình là đưa đúng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy tiêu hóa chế biến. Như vậy, nhà máy này mới có thể làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Từ đó, nhà máy mới sản xuất được những sản phẩm có chất lượng cao để phục vụ cho việc xây dựng tất cả các cơ quan, bộ phận hoàn hảo cho cơ thể. Khi có những cơ quan, bộ phận hoàn hảo thì cơ thể mới hoàn hảo và khỏe mạnh hoàn toàn. Như vậy, thức ăn hoàn hảo cho chúng ta là gạo lứt, chứ không phải là gạo sắt trắng.